Lúc này thì những trận đấu rất quan trọng mà ban tổ chức chúng tôi đã điều hành tới 6 trọng tài điều khiển chính cho trận chung kết hôm nay. Ban tổ chức đưa giúp cho trọng tài chính điều khiển mic. Bên Thành Lam xong chưa nhỉ? Vũ Chính phát cầu. Điểm thuộc về Thành Lam. Điểm thuộc về Vũ Chính, một đều, tỷ số một đều. Vũ Chính phát cầu. Cầu chưa qua lưới. Điểm thuộc về Vũ Chính, tỷ số 2-1. Vũ Chính phát cầu. Cầu chưa qua lưới, được về. Thuộc về Thành Lam, tỷ số 2 đều. Thành Lam phát cầu. Cầu tốt, điểm thuộc về Vũ Chính, tỷ số 3-2. Khán giả lùi ra nửa bước nhé, vì trận này là cũng quyết liệt đấy. Vũ Chính phát cầu. Chưa qua lưới, điểm thuộc về Vũ Chính, tỷ số 4-2. Vũ Chính phát cầu. Cầu tốt, thưởng thuộc về Vũ Chính, tỷ số 5-2. Vũ Chính phát cầu. Cầu tốt, điểm thuộc về Thành Lam, tỷ số 3-5. Cầu tốt, điểm thuộc về Vũ Chính, tỷ số 6-3. Bình tĩnh nha. Vũ Chính phát cầu.
Cầu tốt điểm thuộc về Vũ Chính, tỷ số 7-3. Cầu chưa qua lưới, điểm thuộc về Vũ Chính, tỷ số 8-3. Xin dừng. Cầu ý. Mỗi bên có 2 quyền, xin dừng hội ý nha. Vũ Chính phát cầu. Chưa qua lưới, điểm thuộc về Vũ Chính, tỷ số 9-3. Vũ Chính phát cầu. Cầu lỗi rồi, điểm thuộc về Thành Nam, tỷ số 4-9. Thành Nam phát cầu. Cầu tốt. Điểm thuộc về Thành Nam, tỷ số 5-9. Thành Nam phát cầu. Số thuộc về Vũ Chính, tỷ số 15. Vũ Chính phát cầu. Cầu tốt. Điểm thuộc về Vũ Chính, tỷ số 11-5. Đổi sân. Vũ Chính xin hội ý. Không ạ. Đây về xa lắm. Trận đấu tiếp tục. Vũ Chính phát cầu. Cầu tốt, điểm thuộc về Thanh Lam, tỷ số 6-11. Câu ngoài, điểm cho Thành Nam, tỷ số 7-11. Câu chưa qua lưới, điểm cho Thành Nam, tỷ số 8-11. Vũ Chính xin hội ý. Đã hội ý xong, trận đấu tiếp tục ban đầu. Tỷ số đang là 8-11, 11-8. 8-11. Quyền phát cầu thuộc về Thành Lam. Thành Lam phát cầu. Anh
Thôi, tôi đi với đội quản lý. Cầu tốt, điểm cho Thanh Lam, tỷ số 9-11. Cầu chưa qua lưới, điểm cho Thanh Lam, tỷ số 10-11. Thanh Lam phát cầu. Cầu chưa qua lưới, điểm cho Thanh Lam, tỷ số đang là 11-0. Thanh Lam phát cầu. Cầu tốt, điểm cho Vũ Chính, tỷ số 12-11. Vũ Chính phát cầu. Thành Lam phát cầu. Đây rồi. Chén rồi. Cầu tốt, điểm cho Vũ Chính, tỷ số 13-12. Vũ Chính phát cầu. Cầu tốt, điểm cho Thanh Lam, 13-0. Thanh Lam phát cầu. Cầu tốt, điểm cho Vũ Chính, 14-13. Vũ Chính phát cầu. Cầu chưa qua lưới, điểm cho Thành Lam, 14-0. Tập trung. Thành Lam phát cầu. Cầu ngoài sân, điểm cho Vũ Chính, tỷ số 14-15. À 15-14, xin lỗi. Cầu tốt, điểm cho Thanh Lam, tỷ số 15-0. Thanh Lam phát cầu. Cầu ngoài sân, điểm cho Thanh Lam, tỷ số 16-15. Thanh Lam phát cầu. Cầu chưa qua lưới, điểm cho Thành Lam, tỷ số 17-15. Vũ Chính xin hội ý. Cầu
Cú chính hội ý xong thì trận đấu lại bắt đầu. Thành Lam phát cầu. Cầu tốt, điểm cho Thành Lam 18-15. Thành Lam phát cầu. Cầu chui qua lưới, điểm cho Vũ Chính, tỷ số 16-18. Vũ Chính phát cầu. Cầu chui qua lưới, điểm cho Thành Lam, tỷ số 19-16. Chưa qua lưới, điểm cho Thành Lam, tỷ số 20-16. Thành Lam phát cầu. Cầu tốt, điểm cho Vũ Chính, tỷ số 17-20. Vũ Chính phát cầu. Cầu tốt.